Chào anh em, tiếp theo thì Nam sẽ hướng dẫn anh em cấu hình giới hạn thiết bị kết nối qua Wi-Fi. Thứ hai là cấu hình DHCP, cài đặt bộ đại chỉ SD-LAN và giới hạn thời gian cấp phát cái địa chỉ DHCP này. Và phần nữa đó là Nam sẽ giới thiệu anh em thêm cái phần tải app store và cái firmware mới. Thì hiện tại chúng ta vẫn đang ở trong, chúng ta sẽ đăng nhập lại firmware nhé. Phần đầu tiên là phần giới hạn thiết bị, thì chúng ta giới hạn thiết bị có Wi-Fi thì anh em vào phần Wi-Fi setup này, thì anh em bị mỗi con tần là giống nhau hết nhé, ở trong cái mục basic cả 2.4 và 5G. Thì ở cái phần 6 nó có phần là setup set mark client number, nghĩa là cài đặt cái số lượng máy tối đa, thì ở đây là 0. Thì mỗi con tần với con dầu là 6M, chúng ta là 6 thiết bị, thì anh em có thể cài đặt là 8 thiết bị, anh em là 8 thiết bị, thì anh em là tối đa là 8. Còn nếu anh em để là 0 thì nó mặc định là nó không chặn gì cả, không giới hạn gì cả. Thì anh em nên để ý vấn đề này, ví dụ như anh em có thể để 2, 3, nên nhớ là anh em nên để rô ra một chút thì số lượng thực của nhà, để ví dụ như anh em có khách cái gì đấy mà cần dùng đến Wi-Fi thì anh em có thể khách hàng có thể linh động. Tương tự như với 2.4 cũng thế. Đấy là cái phần đầu tiên là cái phần cấu hình giới hạn thiết bị kết nối. Cái thứ hai là phần DHCP. DHCP thì anh em sẽ vào cái mục Advanced Setup này. Đó. Thì cái phần giới hạn thiết cái phần cài đặt DHCP thì nó ở ngay trong cái phần LAN của chúng ta, LAN Basic. Thì ở trên này thì set nó mục 1, nó là cài đặt cái địa chỉ mà IP cho LAN, cái mạng LAN của chúng ta. Thì cái IP address này chính là cái default gateway để chúng ta đăng nhập vào web. Thì đây là chỗ 1, bây giờ mình không thích nữa, mình đổi thành chỗ 2 chẳng hạn. Cái setup mask thì chúng ta để mặc định nhá. Đấy, khi anh em ấn, ví dụ đấy nhá, anh khi sau khi anh em đổi, ví dụ đổi lại đây 3 chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ hỏi này, hiện tại một local subnet, như là cái mạng, cái subnet của mạng đã thay đổi, thì cái địa chỉ DHCP cần được thay đổi. Khi mà ấn OK thì tự động là cái phần mục 2 là cái cần cài đặt cái địa chỉ IP bắt đầu và IP kết thúc, nó sẽ tự động đi theo cái subnet của cái mạng của mình. Ví dụ đây subnet của mình là .3 thì nó sẽ dưới này là .3, tương tự dưới. Cái phần tiếp theo anh em để ý là cái DHCP server này, thì bình thường anh sẽ để enable đấy, nó kích hoạt cái tính năng là cấp phát. Nếu anh em disable đi thì khi mà anh kết nối thì anh em sẽ không được cấp phát cái địa chỉ IP, thì sẽ không vào được mạng. Anh em lưu ý. Cái phần new tip này thì bình thường anh em sẽ để mặc định là để single nhé, như là cái một luồng full thôi, một full thôi. Còn những cái full thêm ấy, cộng thêm hay là cái giới hạn thời gian thì anh em sẽ tìm được thêm nhé. Tiếp theo đấy là cái phần mà cài đặt thay đổi địa chỉ IP LAN và cài đặt về cái việc mà đây cài đặt cái giải mà chúng ta cấp phát. Thì cái phần 2 anh em lưu ý đó, cái giải anh em cấp phát ấy, thì cái địa chỉ bắt đầu của anh em khác với cái địa chỉ default của chiếc modem. Cái thứ hai là địa chỉ kết thúc của chúng ta ấy, thì nhỏ hơn hoặc bằng 254, tại vì chúng ta có địa chỉ mà bao gồm cả 0 là địa chỉ mạng nhá, 1 là thì thường thường anh em sẽ để router thì nó lại trừ bớt đi, và cái địa chỉ cuối cùng là địa chỉ ví dụ như là 192.168.1.255 sẽ là địa chỉ quảng bá. Thì anh em lưu ý vấn đề này. Cái phần tiếp theo đó là cái mục số 3 này, là cái phần cài đặt cái thời gian các bạn ấy. Cái thời gian mà chúng ta sẽ thu hồi lại cái địa chỉ IP. Ví dụ ở đây chẳng hạn thì là chúng ta cài đặt 2 giờ, nghĩa là nó ví dụ cái laptop của Nam này kết nối vào mạng thì khi được cấp phát địa chỉ thì địa chỉ ấy có hiệu lực trong vòng 2 giờ. Sau 2 giờ thì cái DHCP sẽ tự động xóa cái địa chỉ đi và cấp cho cái máy Nam, nếu mà máy Nam kết nối một cái địa chỉ mới. Và thường thường cái trường hợp này thì nó sẽ giữ luôn cái địa chỉ cũ. Đó. Thì anh em có thể bình thường mặc định ở đây sẽ là một ngày như này. Thì với cái này thì anh em lưu ý, với cái hàng ít thay đổi, có sự thay đổi thiết bị thì anh em có thoải mái để đợi 1 ngày 2 ngày, tại vì thường thường nó là cố định.
Nhưng với cái hàng là quán cà phê, nhà trọ, quán bia chẳng hạn, thì cái số lượng người vào ra rất là lớn. Thì anh em nên để nó tính theo giờ, ví dụ là 2 giờ hay 1 giờ ấy, thì khi đó tùy cái lượng biến động của chúng ta sẽ đặt, thì nó tránh được cái hiện tượng là quá tải. Thì sau giờ đấy nó sẽ đòi lại cái địa chỉ IP và nó sẽ cấp cho khác. Sau đấy xong thì anh em vẫn đã apply bên dưới để lưu lại cấu hình. Đó là cái về cái phần là cài đặt PHCP, ZLAN và đổi lại IP LAN để giới thiệu qua về cái cài đặt về cái pool, nghĩa là cái giải chúng ta cấp phát. Phần thứ tư đó là về cái phần backup Zitone và up firmware, thì nó ở cái phần utilities. Thì phần này ở đầu tiên là reboot, là anh em có thể khởi động lại cái phần restore default này, nghĩa là chúng ta sẽ xóa hết cấu hình và trở về cái hình mà cài đặt. Về cái phần upgrade firmware là đây là cái nơi để chúng ta up cái phiên bản mới. Hiện tại phiên bản mới nhất là 0.57a là ok rồi. Nếu anh em muốn up lên ý, thì anh em để ý vào mục 1 này, thì là chọn cái firmware file, nghĩa là chúng ta chọn đến cái file mà chúng ta, ví dụ đây chúng ta tìm nó luôn này. Rồi FPT. Ví dụ chúng ta chọn một cái đây là Atlas nhé. Chúng ta chọn, chúng ta tìm đến cái firm chúng ta nhận. Thì khi mà chúng ta chọn đến firm xong ấy, ví dụ đây đấy, thì nó sẽ ghi là đây file ảnh tượng trưng nhé. Đó. Sau khi mà chúng ta tìm đến thư mục rồi, đúng rồi, thì chúng ta ấn tiến hành ấn mục số 2 là phần upgrade firmware. Đây là với cái phần up firmware. Cái phần thứ 5 đó là cái phần chúng ta là thực hiện backup và return. Thì ở phần backup thì anh em sẽ chọn vào cái phần backup config này. Thì anh sẽ ấn vào backup. Cái backup này nó sẽ tạo ra một cái file lưu sẵn trước. Đây. Ấn chuột phải này, chọn vào cái file cái ta này để download cái file này về cái mạng local của mình. Đây thì anh em có một cái server config này. Copy file nghĩa là lưu lại cái file cấu hình ấy, thì những là tự động nó sẽ tải về đây. Hiện tại nó là cái gateway của mình đây, cái gate đây đó là cái file gateway config này đấy. Cái file này sau đấy, để cái việc mà backup này sử dụng, chúng ta sử dụng khi nào? Thứ nhất là sử dụng khi mà chúng ta muốn là tạo một cái file gọi là dự phòng khi mà chúng ta thay đổi cài đặt các thứ ấy, và nó lỗi mà nó xảy ra cái sự cố bất ngờ ạ. Hay là anh em nào đi thay modem mà muốn thay nhanh ấy, không phải cài đặt nữa, muốn chỉ lại đúng như cấu hình cũ, thì anh em thực hiện là tạo file backup, sau đó anh em là Zitone vào. Đấy. Thứ 5 đó là về cái phần Zitone wifi config, thì anh em sẽ chọn lại cũng ở cái trong cái phần utility nhé. Anh chọn về Zitone. Thì đây, thì nó sẽ có hai phần. Phần đầu tiên nó cũng là cái phần chọn đến cái thư mục chứa cái file mà chúng ta muốn trở lại đây, trở lại cái file chứa cấu hình ở đây, cái gateway config này đó, ok chưa nào. Đó. Anh em nhớ đuôi của nó là đuôi chấm dát nhé. Tiếp theo là anh em bấm vào restore. Thì đây hệ thống nó thông báo này, vui lòng đợi restore này, trang sẽ thay đổi này, hoàn thành đó, cứ hiện lên vui lòng đợi bao nhiêu phần trăm này. Khi nó chạy 100% thì nó sẽ phải gấp lại cái file cài đặt đấy. Đấy là toàn bộ cái buổi cái bài của chúng ta, cái phần tạo file backup, return firmware, thứ hai là cả DHCP và thêm nữa là cài đặt giới hạn số lượng thiết bị. Anh em theo dõi nếu có vấn đề gì thì phản hồi lại giúp Nam hay comment ở bên dưới. Cảm ơn anh em đã theo dõi.